ba điều bạn chưa biết về giống chó đốm. Đầu tiên, chó đốm ấy, khi sinh ra nó là một các ma đen đúng, nó sẽ có bộ lông trắng muốt chứ nó không hề có đốm, không hề có đốm đen như thế này nha mọi người nha. Các bé khi sinh ra nó chỉ lên đốm khi trong cái vòng khoảng từ lúc uống được 3 tuần tuổi trở lên thì đốm bắt đầu sẽ hình thành các đốm dần dần, chứ lúc tầm độ 1 tuần tuổi thì các bé đều có bộ lông trắng đấy, chứ nó không có đốm lâu hay là đốm đen như thế này đâu. Đó là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai, chó đốm là cái giống chó nó cực kỳ hay bị điếc, tỷ lệ bị điếc của chó đốm nó sẽ lên đến 10 đến 12% mọi người nhá. Đấy, các bé mới sinh ra thì tỷ lệ bị điếc rất là cao. Nên khi mọi người nuôi dòng chó đốm này thì mọi người lên kiểm tra và test tai cho đúng thật là kỹ nhá. Không là gọi lại không nghe tiếng đâu. À, các bé bị điếc thì nói chung là dạy bảo nó khá là khó. Thứ ba, chó đốm chính là cái giống chó mà duy nhất trên thế giới bị bệnh gút như con người chúng ta. Đấy, bởi vì đây là cái loài động vật có vú duy nhất trên thế giới sản sinh ra cái chất axit citric để khiến cho mình bị bệnh gút. Video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Nếu có gì thắc mắc các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Bye bye mọi người nha.